Thì khi mà mua Obamacare mọi người nên chú ý, khi mà đọc cái plan á, mình có hai phần mà cần biết. Thứ nhất deductible, và cái thứ hai, cái quan trọng hơn deductible á, là cái maximum out pocket. Thì deductible là cái phần mình phải trả trước khi bảo hiểm mới trả. Thì cái phần đó có sometimes những cái plan bronze á, nó không có deductible, nhưng mà maximum out pocket của nó có thể là 8.000, 8.700. Cái con số đó mới là quan trọng. Tại vì con số đó là con số sẽ nói cho mình biết là trong một năm, không cần biết mình đi bệnh viện bao nhiêu lần, không cần biết chuyện gì xảy ra, miễn là mình đi trong cái hệ thống của bảo hiểm là gọi network á, mình chỉ trả tới cái con số maximum out pocket có thể là 1.000, 8.000, depend, nó dựa vào cái plan của mình. Chứ con số đó là Quỳnh thấy nó quan trọng hơn con số deductible. Nếu mà bất cứ có chuyện gì họ cần giúp đỡ, họ luôn luôn có thể tìm thấy sự giúp đỡ của Quỳnh. Không cần biết là từ plan hay là có thể giúp đọc những cái document hay gì thôi. Tại vì Quỳnh cảm thấy cái đó là cái gọi là sao, cái passion của mình. Khi mà mình ra mình được cơ hội giúp đỡ những người khác, Quỳnh thấy nó rất là vui. Tại vì Quỳnh có rất là nhiều cô chú họ hàng ở đây nè, mà hồi đó họ mới qua bên Mỹ, họ không biết tiếng Anh gì hết, mà mỗi lần nhờ không có kiếm được ai hết. Mà thậm chí bản thân Quỳnh lúc mới qua Mỹ, Quỳnh cũng vậy, mọi thứ là đã phải tự mình kiếm, mà nên Quỳnh biết được cái sự khó khăn như thế nào. Nên bây giờ Quỳnh thấy là mình có cơ hội để giúp đỡ những người khác, để họ không phải trải qua những cái gì mình đã trải qua, thì đó là niềm vui của mình. Quỳnh đã train với những người assistant, những staff của Quỳnh á, là cứ treat họ như cái người gia đình của mình đang cần sự giúp đỡ, mà mình không giúp thì họ không biết nhờ ai hết. Nên cái gọi là cái model của Quỳnh á, khách đưa ra cái request gì là bên Quỳnh phải làm xong, thứ nhất là trong vòng một ngày, hoặc là cứ gọi điện thoại hoài cho tới khi nào mình làm xong cho khách, là luôn luôn có một câu trả lời cho khách.